chàng trai Hà Nội tái dương tính với SARS-CoV-2 sau gần 2 tháng xuất viện. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí. Sau gần 2 tháng được chữa khỏi COVID-19, nam thanh niên 21 tuổi trở về từ Nga có biểu hiện sốt 39 độ C, kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, tối ngày 15 tháng 11, trường hợp này là PNM, nam 21 tuổi, là du học sinh tại Nga, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm dương tính mới đây do Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. Đây là bệnh nhân COVID-19 số 1032, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 10 tháng 8, được cách ly tập trung tại Chí Linh, Hải Dương. Xét nghiệm lần 2 ngày 25 tháng 8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 17 tháng 9. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 7 lần, trong đó 1 lần cho kết quả dương tính vào ngày 26 tháng 8, 6 lần còn lại đều cho kết quả âm tính. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tự cách ly ở nhà 2 tuần, chỉ tiếp xúc với người nhà và bạn gái, có đeo khẩu trang. Hết thời gian cách ly, bệnh nhân đi học tại trường Đại học Hà Nội, lớp IEC khóa 20. Khi đi học, bệnh nhân ngồi cách 2 mét với các thành viên còn lại trong lớp. Hết giờ học, bệnh nhân về thẳng nhà, không đi tới các địa điểm công cộng. Bệnh nhân không đeo khẩu trang trong lớp nhưng có đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Ngày 7 tháng 11, bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội và được chẩn đoán sốt virus và được điều trị tại nhà. Ngày 14 tháng 11, bệnh nhân xuất hiện sốt 39 độ C, người mệt mỏi, và khám lần 2 được Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội lấy mẫu PCR gửi Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, CDC xác minh 25 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó xác định 3 người tiếp xúc gần là bà nội, bố và anh trai của bệnh nhân, đã lấy một mẫu bệnh phẩm, bà nội cách ly tại nhà. Anh trai bệnh nhân hiện đang công tác ở nước ngoài, bố bệnh nhân đi sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cùng bệnh nhân. Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội đã xác định 20 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy 17 mẫu xét nghiệm, cách ly tại bệnh viện. Tại quận Hà Đông xác định một người tiếp xúc gần là bạn gái của bệnh nhân, lấy mẫu cách ly tại nhà. Ngoài ra, tại quận Đống Đa có một người tiếp xúc gần là người quen vào thăm bệnh nhân 30 phút trong bệnh viện ngày 14 tháng 11. Hiện cơ quan y tế đang liên hệ cách ly lấy mẫu. CDC Hà Nội đã thông báo với các đơn vị liên quan, điều tra rà soát các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan tới nam bệnh nhân này. Sáng 16 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay, số ca bệnh tại nước ta là 1.281 bệnh nhân, 35 trường hợp tử vong, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 và Quảng Trị 1. Ngày 16 tháng 11 là ngày thứ 74 nước ta không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 15.549, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 210, tại các cơ sở khác 14.449, tại nhà nơi lưu trú 890. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 14, lần 2 12, lần 3 13, số ca điều trị khỏi 1.103 ca. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.